Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Luật Máy Cưa nha. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2024. Bên em lại tiếp tục lên thanh lý tất cả các mặt hàng có trong tại cửa hàng chúng em. Hôm nay là lô toàn là máy tinh 100% anh em nhá. Mô lô máy tinh 100%. Lô hôm nay em có này, em đánh dấu ký tự là lô chữ B, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Có 3 chiếc máy cắt cỏ, 2 chiếc máy cưa và 1 chiếc bình điện anh em nhé. Đấy, tại sao mà đánh dấu ký tự là cái mã B như thế này? Tại vì ấy, thì để em sẽ nói sơ qua hình thức đặt hàng của bên em này. Ví dụ anh em ưng cái con B2 này rồi đúng không? Mà anh em ấy, thường thường cửa hàng chúng em thì sẽ khoảng ngày 2 ngày sẽ lại đăng lên một lô như thế này để thanh lý cho anh em. Đấy, lô này anh em lưu ý của em nhé. Đây là máy mới tinh 100%, đây toàn bộ là hàng máy mới nhé. Hàng máy mới, không phải hàng máy bãi đâu anh em nha. Đấy, để bán thanh lý cho anh em cái giá rẻ cho anh em dễ dàng tiếp cận. Giá này anh em yên tâm, ngoài cửa hàng người ta không bán cho anh em giá này đâu. Hôm nay chỉ có trên video ngày hôm nay bên em để cho anh em thanh lý cho anh em cái máy giá rẻ nhất có thể luôn anh em. Chất lượng thì vẫn đảm bảo tuyệt đối, bảo hành 6 tháng cho anh em đầy đủ nhá. Đấy, thì nói sơ qua hình thức đặt hàng này. Ví dụ là anh ưng con máy này đúng không, nhưng mà không biết tên con máy là gì, đặt hàng của bên em nói chuyện cũng rất là khó. Thì chỉ cần bảo đúng một câu thôi: anh muốn mua con B2, hoặc là anh muốn mua con B1, hoặc là anh muốn mua con B3, là cửa hàng chúng em biết ngay anh em muốn mua những cái con máy sau đây. Đây là em đánh dấu này: B1 này, B2 này, B3, B4, B5, B6. Thì anh em cứ bảo là anh muốn mua cây B mấy là được nhá. Và cho em xin thông tin địa chỉ số điện thoại là em sẽ ship tận nhà cho anh em. Không bắt anh em phải cọc cái kỳ trước cả. Đấy, và hàng tới cho kiểm tra đúng máy như trên video quảng cáo thì anh em nhận hàng của em. Mua bán của bên em rất là đơn giản nhá. Đấy, và em có để cái số DT ở phần bình ở dưới này này, để dưới màn hình rồi đấy. Đấy, anh em cứ nhìn cái số đấy anh gọi trực tiếp cho em nhé. Đầu tiên thanh lý cho anh em cái bình điện B1 590k thôi. Bình điện là bình điện mới tinh luôn, mới tinh 100%. Tên bình điện là Japan, bình chất lượng cao luôn nhá. Đấy, bình này là 20 lít cho anh em, 20 lít cho anh em luôn. Đấy, em nay là cứ thỉnh thoảng em lại bỏ ra em thanh lý chơi vậy. Anh em nào xem mà cảm thấy rẻ thì anh em hốt luôn cho em. Đây, bình mới tinh nhá, chưa có chữ sử dụng đâu. Bên trong đầy đủ này: cần này, cần xin này, cục sạc này, phiếu bảo hành này. Đấy, đây là bếp của nó rất là nhiều nhá, 3-4 bếp đấy. Bếp của nó là trong bịch này đấy này anh em, 3-4 bếp luôn đấy. Cục sạc trước đầy đủ nhá. Đấy, và sách hướng dẫn sử dụng là phiếu bảo hành này đây. Phiếu bảo hành là bảo hành 3 tháng nhá. Đấy, nên là cứ yên tâm về mà sử dụng. Và dòng này này, nó làm bây giờ thiết kế dạng kiểu cũng chất lượng lắm anh em. Chất lượng lắm anh em. Sau này nhá, ví dụ là anh em nhà xài bình điện đúng không, mà hết điện, muốn lấy cái acquy ra để xài mà thắp đèn anh tinh ấy, mở cho em cái nắp này ra, rút cho em cái bình acquy ra được nhá. Đấy, chỉ cần rút ra này là cái bình acquy nó ra rồi. Đấy, thấy không? Thấy không? Đơn giản không? Đơn giản không? Khi nào mà anh em xài ấy, anh em ráp vào cho em là được. Ráp vào cho em là được. Đấy, để thì em sẽ ráp lại sau. Đây cái nắp này của nó này, nó làm thiết kế cái nắp này để cho nước nôi không vẩy vào, không bao giờ vào được. Nó làm hư hỏng cái phần công tác này này, cũng như là phần ổ sạc. Đây là cái ổ sạc của nó này, thấy không? Đấy, cắm sạc qua đây là sạc cái bình acquy nhá. Đấy, và cái công tác này của nó này, nó làm cái nắp ở đây để đậy lại. Dây đeo, dây điếc thì đầy đủ hết rồi nhá. Đây là dây xịt của nó này, 590k anh em thấy rẻ không? Ra ngoài cửa hàng người ta bán 700-800 luôn cho anh em, không bao giờ có cái giá này đâu. Đó, không bao giờ có cái giá. À đây, để đẩy vào cái bình ốc quy đi. Đó, rồi đây bật này. Thấy không? Thấy không? Đấy. Chạy rất là ok nhá. Đây là volume tăng chỉnh to nhỏ này, thì volume ở đây. Công tác này thì chức năng là bật to luôn. Thấy ok chưa? 590k một cái, em bao ship cho anh em luôn. Chốt đơn con B1 để lại gọi điện thẳng cho em nhá, thì em sẽ ship đi cho anh em. Cho em xin thông tin địa chỉ là được. Rồi qua con B2 này là một chiếc máy cưa mini. Con này là hàng mini để cho anh em về cắt cành tỉa nhánh leo trèo trên cao, cân nặng khoảng 3kg thôi. Hôm nay em xả cho anh em có 1.250k một cái. Anh em thấy rẻ không? Ngoài cửa hàng người ta đang bán 1.700-1.800 một con. Nhưng mà mua ở trên của bên em ấy, hôm nay em bán cho anh em máy mới tinh 100% luôn, cho anh em về cắt cành tỉa nhánh, cắt leo trèo trên cao này. Anh em lớn tuổi rồi không cầm được con máy to, thì là máy tỉa hơi to, thì anh em lấy cho em cái con này. Con này cân nặng này tầm khoảng 3kg thôi, lam sẽ dài 30cm nhá. Là sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Đấy, một củ 250 bên em bao ship cho luôn nhá, bao ship với tận nhà. Rồi, có núm bơm xăng phụ này. Con này sử dụng đấy,
về cái chất lượng mà nó đảm bảo như này nhá. Thấy không? Đặt khá là nổ không? Mới tinh đét đẹt 100%, anh em còn chần chờ gì nữa. 1250 bao ship. Anh em nào mua con này báo cho em là con B2 máy mới tinh 100% nhá. Đây, đổ trên này là đổ xăng pha nhớt này, bên dưới này là đổ nhớt để nó hút ra cái bôi trơn cái làm xích. Đấy, đây nó có cái phần ký hiệu ở đây hết rồi này. Thấy không? Bên trên này là cái bình xăng, là đổ xăng pha nhớt của em nhé. Bên dưới này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích. Cái này là cái bơm nhớt tự động luôn, nó tự động nó hút ra để nó bôi trơn làm xích, nó tự điều tiết luôn, khỏi cần phải lăn tăn nhá. Đấy, con này giá quá hời anh em đúng không? Và có con này này, hàng máy nó to hơn để cho anh em đi khai thác, để cho anh em đi khai thác nhá. Đấy, B2 giá 1,5 triệu thôi, 1,5 triệu ngoài cửa hàng đang bán tầm khoảng 2,5 triệu đến tầm khoảng 2 triệu đến 2,5 triệu, nhưng mà hôm nay em bán cho anh em có 1,5 triệu một con này. Đó, lam sẽ dài 55cm cho anh em luôn nhá. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam, sử dụng hai ốc chân lam luôn. Lốc hợp kim nhôm này, lỗ bô hẳn là lỗ bô 3 cửa xả nhá. Đấy, chụp giật trợ lực. Hai ốc chân lam này, thấy không? Hai ốc chân lam. Lam xích là 34 mắt xích. Đó, con này nòng 45 ly, công suất là 54cc. Cân nặng con máy này là 6kg. Để cho anh em về cắt hạ gốc cây này, cắt đường kính khúc gỗ khoảng tầm 30-40cm đủ lại nhá. Đấy, B3 Queen 1,5 triệu cho con này. Đó, B3 1,5 triệu, dòng này dùng rất là ok, rất là ổn định. Em bảo hành 6 tháng đầy đủ cho anh em và bên em bao ship cho luôn. Thì anh em không mua ở bên em thì còn mua ở chỗ nào nó được rẻ hơn nữa anh em. Rồi qua con B4 này, đây là ba con máy cắt cỏ nhá. Đầu tiên thanh lý cho anh em cái con máy B4. Con này nòng từ nó lên tới 36mm rồi, cũng thuộc dạng là hàng tầm trung rồi nhá. Đấy, côn là đã là lên côn to luôn rồi, chứ phải không côn nhỏ đâu, côn nhỏ thì nó như thế này này. Còn cái côn này nó to như thế này này anh em. Đây anh em nhìn phần tum côn là biết này. Con này nhá, phần cục máy và phần cần có thể tháo rời ra nhau được. Em đang bán 1,4 triệu cho một con máy này thôi. Anh em nào đang cần mua máy cắt cỏ để về mà cắt cỏ gia đình nhà mình ấy, thì lấy ngay về mà xài. Giá này nó quá rẻ rồi anh em ạ. Đó, hàng Fukiwa FVK330, máy mới tinh 100%, đập trong thùng đổ ra luôn, chứ không phải là máy đã chưa ai sử dụng đâu nhá. Đấy, chân chống là chân chống sát này. Đó, chân chống là chân chống sát này, em đang bán 1,4 triệu, em bao ship cho anh em luôn. Anh em thấy chất chơi người rơi chưa? Đó, phần cùm cần này, phần cùm cần nó làm rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, anh em nhìn không, nó có cái cao su ở đây nữa, để giúp cho nó không bị rung tay là một này, cũng như là nó bảo vệ cho cái phần cần không bị nứt nhá. Đấy, tay ga là tay ga bộ như thế này. Đây, chắn cỏ là chắn cỏ to luôn nhá. Đấy, anh em về cắt cỏ bờ ao, cắt cỏ vườn ruộng, cắt cỏ gia đình này, cắt cỏ vườn màu này, lấy con này cho tiết kiệm tiền. Thấy không? Máy mới tinh luôn, hôm nay em đang thanh lý cho anh em mà. Giá nó hời lắm anh em, ngoài cửa hàng người ta bán con này hơn 2 triệu đấy. Nên là anh em cứ yên tâm, máy của bên em thì rất là rẻ nhá. Đó, nổ cho anh em nghe này, nổ cho nghe. Chất lượng thì anh em còn lo được, con này bên em bảo hành 6 tháng. Nghe nổ êm không anh em? Nghe con máy nổ êm không? Con này nhá, sau này anh em chán, anh em bỏ ra anh em chế cháo này. Máy bơm nước này, máy phát điện đổi thứ được luôn anh em. Cái cục máy này nó làm được nhiều thứ lắm anh em ạ. Đó, B3, B4 giá 1,4 triệu, nòng 36 ly. Và đây hai con máy này thì để cho anh em đi khai thác ạ. Khai thác anh em nhé. À, hai con máy này để đi phát thuê phát mướn này, để cho anh em khu vực Tây Nguyên hoặc là khu vực ở trên vùng cao anh em sử dụng rẫy nương nhiều ấy, anh em chuyên máy đi để phát rẫy nhá, đi phát cước ấy, quanh năm ngày tháng ấy. Thì hôm nay em thanh lý cho con nòng 40mm luôn. Hôm nay B5 em bán 1,950 triệu thôi. Nào con này lên tới 40mm luôn anh em. Nó cực kỳ khỏe luôn. Nó khỏe lắm anh em. Và dòng này bây giờ nó toàn là hệ đời mới dòng này nhá. Hao xăng cho luôn cây máy. Rất là lợi xăng. 1,950 triệu bao ship cho anh em luôn. Nòng 40mm. Đấy, con này một ngày ăn tầm khoảng 3 lít xăng trên một ngày thôi. Dòng này nó y hệt một con máy Humana của Thụy Điển. Nhưng mà con Humana của Thụy Điển anh em biết rồi, như anh em sử dụng máy là biết rồi, con Humana của Thụy Điển ấy, nó phải tới tầm khoảng hơn 6 củ. Nhưng mà hôm nay em thanh lý, nhưng con này này, hàng này thì nó là hàng liên doanh thôi, nhưng mà ấy, ngoài cửa hàng người ta đang bán con này với giá 3 củ đấy. Hôm nay em thanh lý cho anh em 1,950 thôi. Thu hồi vốn anh em nhá.
Đấy, chân chống cũng là chân chống sắt luôn. Nó bên dưới này anh em nhìn chân chống sắt không? Tum côn to nhá, rất chất lượng. Tum côn này nó sử dụng là hai bậc đạn luôn chứ không phải một bậc đạn đâu. Đây là rất êm nhá. Ống cần là ống cần dày 28, ống cần dày 2 ly. 1950 con này thì để chuyên đập phát cước này. Đấy, anh em ở khu vực Tây Nguyên nên là biết này. B5 giá 1.950.000, nòng 40mm. Vâng, và qua con B6 này. B6 là một chiếc máy cắt cỏ siêu khủng long luôn. Hàng này thì nó là hàng TJ53, hàng Kaiper nhá. Hàng này thì nó là liên doanh chứ không phải là TJ chính hãng đâu anh em. Lý của em, con này B6 em đang bán 2.700.000 thôi. Nòng nó lên tới 40mm để cho anh em chuyên về đi phát thuê phát mướn. Phát thuê phát mướn con này cân nặng tầm 8.5kg nhá. Nòng rất khỏe luôn. Con này thì bao khỏe luôn rồi. Đó, tay ga này, tay ga là tay ga bộ rồi. Anh em nhìn không? Tay ga là tay ga bộ của nó luôn này, anh em nhìn không? Tay ga này thì bóp cả ngày không biết mỏi tay rồi. Ok chưa? B6 2.7. Côn này rất là côn to. Hàng này thì anh em sẽ xài rồi, hàng này không thua kém gì mà hàng chính hãng cả. Hàng chính hãng nó xài như thế nào con này khỏe y hệt như thế. Khỏe y hệt như thế nhá và tiết kiệm xăng ngang nhau luôn. Đây, phần cùng cần này. Anh em nhìn không? Nó làm có cái cao su ở bên trong nữa. 2.7 cho con này. Con này anh em xài em bảo hành 6 tháng cho anh em nên là cứ yên tâm. Cứ yên tâm nhá. Đấy, vâng, con này thì để cho anh em chuyên đi phát thuê. Anh em nào muốn cần một chiếc máy cắt cỏ hàng lòng lớn để chuyên đi phát thuê thì múc ngay con này về mà xài. Vâng, và rồi em đã giới thiệu cho anh em từ B1 tới B6, anh em ưng cái mã nào liên hệ ngay trực tiếp bên em để đặt hàng anh em nhé. Đấy, em ship toàn quốc luôn. Và bên em thì hoàn toàn bao ship. Hàng tới anh em kiểm tra hàng rồi thanh toán hộ em. Đó, và cứ yên tâm, bên em thì nói chung là anh em nhìn biết rồi. Kênh của bên em bán hàng thì rất là lâu năm nay rồi. Có xe em nói vậy chứ không bao giờ có tình trạng treo đầu dê đá tìm chó anh em nhé. Đây là anh em quan tâm thì gọi ngay cho bên em nhé. Dạ. Rồi xin chào toàn thể anh em, hẹn anh em những video tiếp theo nha anh em nhé.